dê xoa còn vợ ngò rồi sạch đắc lu nhỏ lu bọc xoài bằng lu bằng ngày lê vi thầm đi đăng lu bằng ngày mà đề rô bầm bẩn nặng nào vi rốc tờ lê Jerusalem đi đăng vàng tơm bầm diên hàm cung lu sư ăn bằng ngày lê vi bình ta biết năm năm tờ chapa và cờ vây lăng tờ rong giang bầm diên hàm cung cả giang lát nó dê xoa còn rộng lo sư bằng lưu nhóng o sư cáp mi êl bằng lưu con rộng lo sư lưu con sau hà đà via bằng lưu con rộng lo thê nạ đát con sau bằng nhóng o lưu sư đi đăng lưu sư bằng ngày lê vi cung bà minh thường âm đòn nhìn thòi minh lưu bằng ngày nà vê lăng lưu bằng ngày vợ giang phẩm nam cung cả giang bỏ kể đây cập lắc lưu bằng ngày man hân hạ nam cung cả giang nà đây lưu bọc soi dâng tâm nó rút ao ghiêng bằng ngoài bằng cuộc kỹ năng hôm nay chúng ta rất vui mừng vì mình có lễ đặc biệt đó khởi công xây dựng nhà thờ tin lành. Đây là chi hội nhà thờ thứ 34 trong tỉnh Gia Lai. Vinprop được bọc ngài đã nằm Vinclen. Đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Ba hiệp tâm rút A và thành tổ cấp và hạ đài tí dung nằm bọc này. Chúng ta thấy một cái lễ khởi công xây dựng thì có tất cả mọi người tham dự và tất cả mọi người được trở về phu tù trở về đều đến Jerusalem và khởi công để xây cất cái đền thờ đó. Nông mà đoàn kiếp gà và khẳng đi đăng bằng ngài mà đừng quân đích tờ bằng luôn cùng vi hiệp rốc Jerusalem và dung cái gì nào mà về khỏi phương cấp và hãy đại hẳn đi đăng bằng ngài. Cũng như chúng ta sáng hôm nay có lẽ khởi công. Nhân thầy vẫn bởi cái nào vẫn là dung làm bằng đề nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả từ quản nhiệm ban chấp sự và tất cả con cái của Chúa tại đất gió này cũng tham gia lễ khởi công để chúng ta xây dựng đền thờ của Chúa ở tại đất gió. Lo và khẳng định rằng cờ bằng ngày lui đừng bọc thò trước cờ lui bằng ngày vợ giang không bằng ngày lui đã gặp là mình gấp vào đây và tiêu làm bằng gì đâu. Và cái công việc xây dựng của họ chúng ta thấy rằng thứ nhất là trước khi có bắt đầu xây dựng thì họ có một cái ban quản lý và rong rong làm bọc đề của người ta từ ngày về thì này tôi thấy là đặt người Lê Vi từ 20 tuổi cho nên cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời mà nó và cần sự nhóc lùi một ngày Lê Vi đừng 30 năm là tập quan là và bảo vệ lăng rộng yêu người riêng làm bọc đề này thì vì có cái chi phái Lê Vi là người chuyên phục vụ đền thờ của Chúa. Doạc đích bằng Lê Vi và thằng sư Vũ Hữu Văn là nào bọc này. Thì họ chọn trong những người Lê Vi 20 tuổi trở lên thì mới là người để đứng quản, cai quản hay quản lý trong công việc xây đền thờ. Nó và sư đây là bằng ngày Lâm Lô Đích bằng ngày Lê Vi đã 30 năm là có ba là và Vũ Hữu Văn là bằng ngày Lê Vi là bọc này. Rồi chúng ta biết rằng những thầy tế lễ ví dụ Giê-xu-a và những người lễ pháp đi khác cũng là hiệp với cho chi hội tin lành Đắc Do xin đọc lý do xây dựng như sau.
Hội Thánh Tin Lành Loyola được hình thành và sinh hoạt từ năm 1982, trải qua nhiều thời gian khó khăn nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo tồn, chăm sóc Hội Thánh của Ngài. ដែលទីសម្រាប់អារិសោះងាមជប៉ុនប្រមួយទៅតំបន់នេះទីថ្នោអឺក្រយ៉ាងបកដេទីឡោះអានេះអ៊ីវេត្រកកមេមដេឡោះងល់អ៊ីមម៉ៃដេណាំតចាំណាំក្រយ៉ាងអ៊ីនអរកោក្រយ៉ាងបកនេះម៉ារីសឌីងឡាងហាំឌីជាងហាំសិតអាការអ៊ីនអឺក្រយ៉ាងទីឡោះបតាអ៊ីនប៉ងក្រយ៉ាងបកដេអ៊ីន Xem rít chạy đi với anh ấy quay bằng xem chạy phòng với tư phụ và chế con dễ tờ chân năng xoay ý. Phụng đế cơ vững vũ mạ quay lâm nam trả giang lưu sư vô cơ cú vấn đề rì vấn đề cơ ý liên lạc. Chúng ta cùng với tôi vào phòng đặt bên đá để xây dựng nhà thờ. Ai thì khoa giang một ngày còn nào bên nào em mà nên cái vừa cái khắp cửa của mời qua từ đó ai giác mời bu gật sập yếu lễ mang tới xong là nó bông vô y bu rơi ở từ đó bông y lại mời về sau một khoa giang tôi lại khắp ra về phòng bên mà ai khắp cái biết bằng nơi là cái nông duy em chiên bằng là tana ai theo lại na ai Jesu Christ trôn là tana qua giang nhiều kèm trôn nên nhiều đuôi hết lời ưa an bằng là đề đi đền trôn là tana chiên hiểm nơi xăm nhiều chiên ấy mà ơi nhiều ngã lúa tới lời dòng phàn ngã lúa tới lời hem xăm nặng lệp la của khắp cái nhỏ bằng nhiêu của kèm được cả lọ nhiêu là nên phải dây nhiêu đang tươi nhiêu lọ đây nhiều tiếp lại qua yang telah tip lek nyu nyu duk mala tanah pak lu berai pertah pre ke binting kena nyu telah nyu khap pertah pe telah binting kena nyu dui lah hang telah jai lun lah telah jai juak lah kop satan o qua yang mung ne nyu na po dei di nyu duk mala tanah o sam nyu ngak ni ko mai do jang jai mai ka ba na o qua yang ah nyu kyang mai duk mala tanah ne kum po mok ni do mung ne mai bini ki ma sang ai dei dak yo mong thun tu pan sat po tu pan tu pan plu tu a mo la tle da truk ko ne len ok pa yang a bu tu e o di ya ar pro e lum nu da ko e ra ne har po pe la ding pa sem pe ra ma tu cho ok pa yang a sam atu junum bang sang ding da mong ne me bne ke e pre kanu kana mo pe ku mai mo tle pe junum mo tle pu tham vit mong ne pa yang chang ma e po ju ru ku mai chẳng ai phô tốt biết anh của mày chẳng ai phô nào về lăng của mày quả dạng á vì mạng nhu ta lên chinh này chẳng ai dư bình khoa phô tô về lăng bà này quả dạng á dư bình nhu mô ta lên cái tăng mộp xơi mộp rắc mô ma chẳng tốt bên hình này ta dư chân ta ta lên cái tăng ngã đi ô quả dạng người mong nè mà có bình nhu kì lọc của mày chì bà đi lên chìm chinh này rồi có ai phô tốt bê ta lên về vậy tôi bây giờ lại khắp ấy cái bình đáo cái bình vây lăng bên này này chắc cái nhu thọc bố tham biết chinh bà ấy tăng krak nế đặc yếu này mà ơi mong này có bí ơr nế này bố tao này chinh nế dươm ý nhớ bố tao chạp là chế đi kia là tao là kiêng phải dàng à hàng tờ lệ nụ nô mong ấy yêu lạc em mang nàn Jesus Christ. Amen. Cảm ơn ta được bé.
khiêu bằng dê xoa còn vợ ngò đô xa đắc lưu nhỏ lưu bọc xoay bằng lưu bằng ngày lê vi thẩm đi đăng lưu bằng ngày mà đề rốt bơm bẩn nặng nào vi rốt tờ tờ dư xe lem đi đăng vàng tơm bơm dinh hàm cung lưu sư ăn bằng ngày lê vi bình ta đích năm năm tờ tờ và cờ vệ lăng tờ rong giang bơm dinh hàm cung cả giang phát nó dê xoa còn rộng lo sư bằng lưu nhóng o sư cáp mi ên bằng lưu con rộng lo sư lưu con sâu hà đà vi à bằng lưu con rộng lo hê nạ đáp con sâu bằng nhóng o lưu sư đi đăng lưu sư bằng ngày lê vi à, cung bà minh thường âm đòn nhìn thoại minh lưu bằng ngày nà vê lăng lưu bằng ngày vợ giang phẩm nam cung cả giang bỏ kể đây cập lắc lưu bằng ngày man hân nạ nam cung cả giang nà đi lưu bọc soi từng từ nó rút ao giêng bằng mòi bằng thuốc kỹ năng hôm nay chúng ta rất vui mừng vì mình có lễ đặc biệt đó khởi công xây dựng nhà thờ tin lành đây là chi hội nhà thờ thứ 34 của tỉnh Gia Lai. Vinrock là bọc đại nam Jerusalem. Đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Ba hiệp tâm rút A và thành phố gấp và hai tay tiêu nam bọc này. Chúng ta thấy một cái lễ khởi công xây dựng thì có tất cả mọi người tham dự và tất cả mọi người được trở về phu tù trở về đều đến Jerusalem và khởi công để xây cất cái đền thờ đó. Nông mà đoàn kinh giao và khánh đi đăng bằng ngay mà đừng quên đích tờ Babylon cùng vi hợp rốc Jerusalem và dung cái gì làm bằng đây khỏi phục gấp và hãy đây đi đăng bằng ngay. Cũng như chúng ta sáng hôm nay có lẽ khởi công. Nhân thời vẫn bằng cái nào vẫn là dung làm bằng đây nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả từ quản nhiệm ban chấp sự và tất cả con cái của Chúa tại đất gió này cũng tham gia lễ khởi công để chúng ta xây dựng đền thờ của Chúa ở tại đất gió. Nó và khẳng định rằng một ngày lui đừng bọc thò trước một ngày vợ giang một ngày lui ở đất gió là mình gấp vào đây và tiêu làm bằng đền không. Và cái công việc xây dựng của họ chúng ta thấy rằng thứ nhất là trước khi có bắt đầu xây dựng thì họ có một cái ban quản lý và rong rong là một ngày của các từ một ngày của quê thì này chúng ta đã được gặp người quê quê từ 20 tuổi trở lên cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời mà nó và cần sự giúp đỡ của ngài lời vì đừng ba chín năm năm tập quan là và bảo quê lăng rồi tự dưng riêng làm một ngày thì vì có cái chi phái Lê Vi là người chuyên phục vụ đền thờ của Chúa. Do biết người Lê Vi và thành sư Vũ Hữu Văn là nào một này thì họ chọn trong những người Lê Vi 20 tuổi trở lên thì mới là người để đứng quản cai quản hoặc quản lý trong công việc xây đền thờ. Nó và sửa đây một ngày lâm rồi hết một ngày Lê Vi đã 30 năm là các bạn là và vui lăng tập đoàn bị riêng tự dung làm một đền rồi chúng ta biết rằng những thầy tế lễ ví dụ Giê-hô-sua và những người lễ pháp đi khác cũng là hiệp với cho chi hội tin lành Đắc Yo
xin đọc lý do xây dựng như sau. Hội Thánh Tin Lành Đạo Do được hình thành và sinh hoạt từ năm 1982, trải qua nhiều thời gian khó khăn, nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo tồn, chăm sóc Hội Thánh của Ngài. ដែលទីខ្ញុំនៅអារីសងាមជប៉ុនប្រមួយទៅតំបន់នេះទីថ្នោអឺក្រយ៉ាងបកដេទីខ្លោះអានេះអ៊ីវេត្រកកមេមដេខ្លោះងល់អ៊ីមម៉ៃដេណាំតចាំណាំក្រយ៉ាងអ៊ីនអូរកៅក្រយ៉ាងបកនេះម៉ារីដេងឡាងហាំឌីជាងឹមសិតអាការអ៊ីនអឺក្រយ៉ាងទីខ្លោះបតាអ៊ីនបងក្រយ៉ាងបកដេអ៊ីន សេមរិតចាក់ដេបអានីវីបងសេមប្លេងចាក់ពំបេះតពូវកជេះកនយេតចណាងសយអ៊ីហ៊ុនដេកវងប៊ូម៉ាក់វីលំណាមក្រយ៉ាងលូសឺគូកគូបនេរីបនេកអ៊ីលីងឡាង Chúng ta cùng với tôi và con người đặt bên đá để xây dựng nhà thờ. Ai thì khoa giang mùng này có nào bên nạp ý mà nếp ý dù hợp kể ý khắp cơ của mời và tự tác ơi giác mời bù gực sạp ý ó lệ măng tôi xong là nâng băng vô ý bù bời ó tự tác băng ý lệ mời dây xong bó khoa giang tôi lại khắp ra phải rong đêm á khắp cơ biết bằng nơi là con ông yêu em riêng bằng là tân á ý tiệm lại nạ ý Yêu Sư Christ trôn là tân á khoa giang nhiều kèm trôn nên nhiều lưu hết lời ưu an mà nó đầy đi nên trôn là tân á trình hình nơi xăm nhiều riêng ý mà ơi nhiều ngã lưu tới lời dòng phần ngã lưu tới lời hèm xăm nặng lệp la của khắp cơ nhỏ bằng nhu của kèm được cả lọ nhu là nền bởi dây nhu đang tươi nhu lọ rơi nhu tiếp lại và yang telah diplek nyu nyu dok melatanah 40 rai pertah pre ke binting kena nyu telah nyu khap pertah pe telah binting kena nyu dui lah telah jai lun lah telah jai juak lah ko satan o khayang mung ne nyu na po dei bi nyu dok melatanah o sam nyu ngak ni ko mai dok jang jai mai ka ba na o khayang lah nyu kyang mai dok melatanah ne ko po mok ni dok mung ne mai bini ke ma sang ai dei dak yo mong thun tu pan sat po tu pan tu pan plus tu a mo la tu le da tru ko ne le no kho yang a bu tu e o di ya ar pro e lu mu ni da ko e ra ne har po pe le ding pa te me pe ma tu cho o kho yang a sam atu junum bang sang ding da mong ne me bne ke e pre ke nu kana mo pe ku mai mo tu le junum mo tu le pu tham bit mong ne kho yang chang e po ju ru ku mai chẳng ai phô tốt biết lần của mày chẳng ai phô nào về lần của mày quay dạng á vì mà nhu ta lên chinh này chẳng ai dư bình khoa phô tô về lần ta này quay dạng á dư bình nhu mô ta lên tăng mộp xoay mộp rắc mô mà chẳng tốt bên này ta dư chân ta ta lên tăng ngã đi ô quay dạng người mong nè mà có bình nhu ký lọc của mày chì bất đi lên chìm chinh này rồi có ai phô tốt bê ta lên về vậy ông bệ tử lại khắp ấy cơ bình đạo cơ bình vây lăng bên này này chắc cái nhu thọc bố tham biết chính bà ấy tăng cả nít đặc yêu này mà ơi mong này có bìa nít này bố tao này chính nít gươm ý nhớ bố tao chạp là chỉ đi ý ar là tao gươm phải dạng hàng tử lại nụ nô á mong ý yêu lạc ý mang nam Yêu Sư Christ. Amen.
công ta đồ bè. Xoa còn vợ ngò đô xa đắc lũ nhỏ lũ bọc xoay bằng lũ bằng ngài lê vi thẩm đi đăng lũ bằng ngài mà đề rốt bơm bẩn nặng nào vi rốt tờ lê Jerusalem đi đăng vàng tơm bơm dinh hàm cung lũ sư ăn bằng ngài lê vi bình ta biết năm năm tờ cơ ta vã cờ vê lăng cờ rong giang bơm dinh hàm cung cả giang là hát nó Giê-xoa còn rộng lo sư bằng lưu nhóng o sư Cáp Mi-ên bằng lưu con rộng lo sư lưu con sau Hà-đà-vi-a bằng lưu con rộng lo Hê-na-đáp con sau bằng nhóng o lưu sư Đĩ đăng lưu sư bằng ngày Lê-vi cung bằng minh thương âm đòn nhìn thoại minh lưu bằng ngày nào vê lăng lưu bằng ngày vợ giang phẩm nam cung cả giang bỏ kể đây cặp lắc lu bên ngay man hận hạ nam cung cả yàng là đi lu bọc soi từng tấm nó rút ao giếng bằng mồi bằng thuốc kỹ năng hôm nay chúng ta rất vui mừng vì mình có lễ đặt tiền đá khởi công xây dựng nhà thờ tin lành nó nói bên chợ tiêu đây và bọc đây ăn của bên giếng tự dưng và đàn tấm mồi cũng ăn dùng làm bọc đây làm chưa đặt yêu mình đâu. Đây là chi hội nhà thờ thứ 34 trong tỉnh Gia Lai. Vinrock được bọc là cái nằm Jerusalem. Đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Ba hiệp tâm rút A và thành phật gốc và hai tay tiêu nằm bọc này.
chúng ta thấy một cái lễ khởi công xây dựng thì có tất cả mọi người tham dự và tất cả mọi người được trở về, phu tù trở về đều đến Jerusalem và khởi công để xây cất cái đền thờ đó. Nông mà tròn kinh gào khẩn đi đăng bằng ngài mà đừng quan đích tờ bàn luận cùng vi hợp rốc Jerusalem và dung cái gì nằm ở đây khẩn phục gấp ở đây hẳn đi đăng bằng ngài. Cũng như chúng ta sang nay có lễ khởi công. Nhân thời vân bằng cái nào vân và dung nằm ở đây nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả từ quản nhiệm ban chấp sự và tất cả con cái của Chúa tại đất gió này cũng tham gia lễ khởi công để chúng ta xây dựng đền thờ của Chúa ở tại đất gió. Nó và khẳng định rằng một ngày lui đừng bọc thò trước lui một ngày vợ giang không một ngày lui đã nghe là mình gấp vào đây và tiêu làm bằng gì nào. Và cái công việc xây dựng của họ chúng ta thấy rằng thứ nhất là trước khi có bắt đầu xây dựng thì họ có một cái ban quản lý và do luôn làm bằng gì của các từ một ngày về thì thì vì có cái chi phái Lê Vi là người chuyên phục vụ đền thờ của Chúa. Thì họ chọn trong những người Lê Vi 20 tuổi trở lên thì mới là người để đứng quản cai quản hoặc quản lý trong công việc xây đền thờ. Nó và xưa đây một ngày lâm rồi đấy một ngày Lê Vi được 30 năm là có ba là và vui lăng và toàn riêng để dùng làm bọc đền. Rồi chúng ta biết rằng những thầy tế lễ ví dụ Giê-xu-a và những người Lê Pháp Lê khác cũng là hiệp với cho chi hội Tin Lành Đắc Gio xin đọc lý do xây dựng như sau. Hội Thánh Tin Lành Đắc Gio được hình thành và sinh hoạt từ năm 1982, trải qua nhiều thời gian khó khăn nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo tồn, chăm sóc Hội Thánh của Ngài. Nên bọc này để chi làm lập ar thì so ngam dịp quan trong môn trước tòng quan để chi thanh âu ở cái yang bọc này thì lo anh đi về trọ bêm để lo ngon in mày để nằm tờ chạm nằm cái yang in or cao cái yang bọc này mà ri điện lang hầm đi dừng ngâm set car in ở cái yang thì lo tao in bằng cái yang bọc đề in xem rít chạ đề với anh đi về bằng xem plan chạ phẩm với tu phù và trẻ con dễ tờ chân năng soi y phun đề cơ vững bu mạ về làm nam cái yang lưu sư vô cơ cú vấn đề ri vấn đề cơ y liên lạc. Mời một sư quản nhiệm.
Chúng ta cùng với tôi vào phòng đặt bên đá để xây dựng nhà thờ. Ê thì khoa giang một ngày có nào bên đá ấy mà nên cái ý vừa cái ý khắp cơ của mời và từ đó ấy giác mời bu gứt sắp ấy lệ mang tôi đây xong là nâng bông vô ý bu rời ấy từ đó bông ấy lệ mời dây xong một khoa giang tôi lại khắp ra cái phòng kia mà ai khắp cái biết bằng nơi là cái nông duy em riêng bằng là tân á, ai theo lại na ai Jesus Christ trôn là tân á, qua giang nhiều kẻ trôn nên nhiều đuôi hết tới lời ưa an bằng là đầy đi, nên trôn là tân á chuyển hiện nơi, xong nhiều riêng ấy mà người, nhiều ngã lúa tới lời dòng phàn, ngã lúa tới lời hiam, xong nặng lời la của khắp cái nhỏ, bằng nhiều cái kẹp được cả, lão nhiều là nên phải dây nhiều, đang đưa nhiều lão đây nhiều tiếp lại. Qua yang telah diplek nyo nyo duk malam tanah 40 rai pertah berke binting kena nyo telah nyo khap pertah ber telah binting kena nyo duy lah telah jay lun lah telah jay juat lah kok satan o qua yang mong ne nyo na po day di nyo duk malam tanah o sam nyo ngak ni kumai do jang jay mai ka bena o qua yang lah nyo kyang mai duk malam tanah ne kumpuk mok ni do mong ne mai bini kih ma sang ai day dak iyo mong thun tu pan sat po tu pan tu pan plus tu a mo la tu le da truk ko ne len o khoy yang a bu tu e o di kya ar pra e lu nu da ko e ra ne har po pe la ding pa sem pe ma tu cho o khoy yang a sam a tu junum bang sang ding da mong ne me bne ke e pre kanu kana mo pe ku mai mo tu le junum mo tu le put tham bit mong ne khoy yang chang ma e po ju ku mai chẳng ai po tốt biết lần của mày chẳng ai po nào về lần của mày qua chẳng á em mạnh nhiều tay chính này chẳng ai dù bình khoa phổ to về lần bên này qua chẳng á dù bình nhiều một tay tăng một sợi một rắc một ma chẳng tốt bên này ta dưới chân ta tay tăng ngã đi ô qua chẳng người mong nè mà có bên này cái lọc của mày chỉ bất đi lên chỉ chính này rồi có ai po tốt bên tay về về tôi bây giờ lại khắp ấy có bình đạo có bình vây lăng bên này chắc cái nhu thọc bố bút thăm biết chinh bà ấy tăng krah nít đặc yếu này mà ơi mong này có biếr nít này bố tao này chinh nít dùm ý hế bố tao chạp là chế đi kia là tao kiếm phải dàng ngã hàng tờ lệ nụ nô á mong ý yà lạc ý mang nam Yêsu Christ Amen. Cảm ơn ta được biết Thank you.
tàu bật tàu. Xoa còn vợ ngò đô xa đắc lũ nhỏ lũ bọc xoay bằng lũ bằng ngài lê vi thầm đi đăng lũ bằng ngài mà đề rốt bơm bẩn nặng nào vi rốt tờ lê dư xe lèm đi đăng vàng tơm bơm dinh hàm cung lũ sư ăn bằng ngài lê vi bên ta đích năm năm tờ xa pa vã cờ vây lăng tờ rong giang bơm dinh hàm cung cả giang plát nó dê xoa còn rộng lo sư bằng lưu nhóng o sư cáp mi ên bằng lưu con rộng lo sư lưu con sâu hà đà vi à bằng lưu con rộng lo hê nạ đáp con sâu bằng nhóng o lưu sư đi đăng lưu sư bằng ngày lê vi à, cung bà minh thương âm đòn nhìn thoại minh lưu bằng ngày nà vê lăng lưu bằng ngày vợ giang phẩm nam cung cả giang bỏ kể đây tập lắc lu bên ngay man hận nã nam cung cả yàn là đây lu bọc soi từng từ nó rút ao giếng bằng mồi bằng thuốc kỹ năng hôm nay chúng ta rất vui mừng vì mình có lễ đặc biệt đó khởi công xây dựng nhà thờ tin lành nó nọ bên chợ thiệu đây và cả bọc đây ăn cơm bên cả thịt riêng thịt dương và dàn tơ mò cũng ăn dùng làm bọc đây làm chưa đặc biệt mình nọ. Đây là chi hội nhà thờ thứ 34 trong tỉnh Gia Lai. Vinprop được bọc này đã nằm Vinh Thái Lan. Đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Bà Hiệp Tâm rút A và thành phố cấp và hãy đây để dùng làm bọc này. Chúng ta thấy một cái lễ khởi công xây dựng thì có tất cả mọi người tham dự và tất cả mọi người được trở về, phu tù trở về đều đến Jerusalem và khởi công để xây cất cái đền thờ đó. Nó mà đoàn kinh gà là khẳng đi đăng bằng ngài mà đừng phẩm đích tờ bàn lôn cùng vi hiệp rốc Jerusalem và yung cái gì nào mà về khỏi phân cấp bằng đây hẳn đi đăng bằng ngài. Cũng như chúng ta sang nay có lẽ khởi công. Nhân thờ vân bằng cái nào vân và yung làm bằng đây nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả từ quản nhiệm ban chấp sự và tất cả con cái của Chúa tại đất gió này cũng tham gia lễ khởi công để chúng ta xây dựng đền thờ của Chúa ở tại đất gió. Nào và khẳng định rằng cả ngày lui đừng bọc thò trước lui một ngày vợ giang không một ngày lui ở đất gió là mình gấp vào đây và tiêu làm bằng đền nào. Và cái công việc xây dựng của họ chúng ta thấy rằng thứ nhất là trước khi có bắt đầu xây dựng thì họ có một cái ban quản lý và do luôn làm bằng đền của người ta từ ngày về. Nó và cần sự nhóc luôn ngày lê vi đằng ba chín năm năm ba là và với lăng rọt yêu riêng làm bằng đề này thì vì có cái chi phái lê vi là người chuyên phục vụ đền thờ của Chúa. Do biết người Lê Vi và thành sư quý hữu anh là nào một đề thì họ chọn trong những người Lê Vi 20 tuổi trở lên thì mới là người để đứng quản cai quản hay quản lý trong công việc xây đền thờ. Nó và sư đây một ngày lâm rồi hết một ngày Lê Vi đã 30 năm đã có ba là và với lăng tập đoàn tự nhiên tự dung nào một đề rồi chúng ta biết rằng những thầy tế lễ ví dụ Giê-xu-a và những người Lê Pháp đi khác cũng là hiệp với. Thank you.
Tôi thay mặt cho chi hội Tin Lành Đắk Yo xin đọc lý do xây dựng như sau. Hội Thánh Tin Lành Đắk Yo được hình thành và sinh hoạt từ năm 1982, trải qua nhiều thời gian khó khăn, nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo tồn, chăm sóc Hội Thánh của Ngài. Nên bọc đây để chi làm lập ar ri so ngam dịp quan trong môi trước trong quan để chi thân ông ở cái yang bọc đây thì lo anh đi về trọ cờ bêm để lo ngon in mày để nằm tờ trăm nằm cái yang in or cao cái yang bọc đây mà ri đường lang hầm đi đường ngâm set car in ở cái yang thì lo tao in bằng cái yang bọc đầy in xem rít chạ đầy với anh đi quay bằng xem plen chạ phẩm với tập phù và trẻ con dễ tờ chân năng xoay ít phun đế cơ vững vũ mạ quay làm nam cái yang lưu sư gồ cơ cú bình nê rì bình nê cơ ít liên lạc. Chúng ta cùng với tôi vào phòng người đặt bên bán để xây dựng nhà thờ. Ê thì khoa gian một ngày có nào bên nạp em mà bên em ý dù hợp kể khắp cơ của mời và tất cả ơi giác mời bụng gửi sắp ý ổ lệ măng tới xong là nâng bông vốt ý bụng rời ổ tất cả bông ý lệ mời dây xong một khoa gian tôi lại khắp ra phải phòng bên mà ai khắp cơ biết bằng nuôi là con ông yêu em chiên bằng lợn tana, ai tiếc lại na ai yêu sụp rết trôn lợn tana, qua yang nhiều kẹp trôn lần nhiều nuôi hết lời ưa ăn bằng lợn đi, lợn trôn lợn tana chiên hiền nuôi, xăm nhiều chiên ấy mà ơi, nhiều ngã lúa tới lời dòng phàn, ngã lúa tới lời hiam, xăm nặng lệ la của khắp cái nhỏ, con nhiều bậc kẹp được cả, lão nhiều là nằm phải dây nhiều, đang tươi nhiều lão đây nhiều tiếp lại. Qua yang telah diplek nyu nyu duk malam tanah pak lu berai pertah pre kebinting kena nyu telah nyu khap pertah pe telah binting kena nyu dui lah hang telah jai lun lah telah jai juak lah kop satan o qua yang mung ne nyu na po dai di nyu duk malam tanah o sam nyu ngak ni ko mai do jang jai mai ka ba na o qua yang ah nyu kyang mai duk malam tanah ne kum po mok ni do mung ne mai bini ki ma sang ai de dak yo mong thun tu pan sat po tu pan tu pan plus tu a mong la tele da truk ko ne len ok khayang a bu tu ao di iar pro e lum nu da ko e ra ne har po pe la ding pa tem pe rumah tu cho ok khayang a sam atu junum bang sang ding da mong ne me bne ke e pre kanu kana mo pe ko mai mo tele junum mo tele utram bit mong ne khayang chang e po yuru ko mai chẳng ai po dỗm biết năng cơ mày chẳng ai po nào vay lăng cơ mày quay chẳng á về mặt nhiều ta lên jing này kẹn ai chưa đủ bình khoa pop to vay lăng ta này quay chẳng á chưa đủ bình nhiều mò ta lên tăng mò sợi mò prak mò ma kẹn tu bên cái này ta dưới chân ta ta lên tăng ngã đi ô quay chẳng người mong nè mà tổng đi cái lọc cơ mày chỉ bất đi lên chỉ jing này rồi có ai po tu bê ta lên bê bê ô bre tờ lại khắp ấy cơ bình đạo cơ bình vây lăng bên này này chạy cái nhu thọc bố bút thăm viết chinh bra ít tăng krak nít đặc yếu này mà ơi mong này có bí ơr nít này bố tao này chinh nít gươm ý hế bố tao chạp là chỉ đi kia là tao kiêng phải dàng hàng tờ lại nụ nô á mong ý
Yang nak iman nan Yesus Kristus. Amin. Komta tu pe. Xoa còn vợ ngò đô sạc đắc lũ nhỏ lũ bọc xoay bằng lũ bằng ngày lê vi thẩm đi đăng lũ bằng ngày mà đề rốt bơm bẩn nặng nào vi rốt tờ tờ Jerusalem đi đăng vàng tơm bơm dinh hàm cung lũ sư ăn bằng ngày lê vi bình ta biết năm năm tờ tờ ta vã cờ vê lăng tờ rong giang bơm dinh hàm cung cả giang là hát nó Giê-xoa còn rộng lo sư bằng lưu nhóng o sư Cát Mi-ên bằng lưu con rộng lo sư lưu con sâu Hà-đà-vi-a bằng lưu con rộng lo Hê-nà-đát con sâu bằng nhóng o lưu sư Đi đăng lưu sư bằng ngày Lê-vi cung bằng minh thương âm đòn nhìn thoại minh lưu bằng ngày Nà vê lăng lưu bằng ngày vợ giang phẩm nam cung cả giang bỏ kể đây Cập lắc lưu bằng ngày man Hân hạ nam cung cả giang Nà đây lưu bọc xoay Tân tâm mắt rút ao ghiêng Bằng ngoài bằng thuốc kỹ năng Hôm nay chúng ta rất vui mừng Vì mình có lễ đặc biệt đó Khởi công xây dựng nhà thờ Tin lành Đây là chi hội nhà thờ thứ 34 bên tỉnh Gia Lai
Vinrock được bọc cái hàm Vinh Thái Lan đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Và hiệp tâm rút A và thành phố cấp và hệ đài tiêu làm một này. Chúng ta thấy một cái lễ khởi công xây dựng thì có tất cả mọi người tham dự và tất cả mọi người được trở về, phu tù trở về đều đến Jerusalem và khởi công để xây cấp cái đền thờ đó. Nông mà đoàn kích gà là khẳng đi đăng bằng ai mà đừng quan đích tờ Babylon cùng vi hiệp rốc Jerusalem và yung cái gì làm một đây khởi cấp và hệ đài hẳn đi đăng bằng ai. Cũng như chúng ta sáng hôm nay có lễ khởi công. Nhân thời vân bởi kế nào vân và yung làm một đây nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả từ quản nhiệm ban chấp sự và tất cả con cái của Chúa tại đất gió này cũng tham gia lễ khởi công để chúng ta xây dựng đền thờ của Chúa ở tại đất gió. Nó và khẳng định rằng một ngày lui đừng bọc thò trước một ngày vợ giang một ngày lui đất gió là mình gấp vào đây và yung làm một đây nào. Và cái công việc xây dựng của họ chúng ta thấy rằng thứ nhất là trước khi có bắt đầu xây dựng thì họ có một cái ban quản lý và do ông làm một nghề của các cụ thì này đặt người Lê Vi từ 20 tuổi lên cai quản công việc xây các đền thờ của Đức Chúa Trời mà nó và thành sư nhóc luôn ngài Lê Vi đằng 35 năm tập quan là và với lăng rồi yêu người riêng làm một nghề này. Thì vì có cái chi phái Lê Vi là người chuyên phục vụ đền thờ của Chúa. Doạc đích ngài Lê Vi và thành sư Vũy Hữu Anh là làm một này. Thì họ chọn trong những người Lê Vi 20 tuổi trở lên thì mới là người để đứng quản, cai quản hoặc quản lý trong công việc xây đền thờ. Nó và thành sư đây một ngày Lâm Lô Đích một ngày Lê Vi đã 30 năm là các bạn là và vui lăng tập đoàn bình diện tí dung làm một này. Rồi chúng ta biết rằng những thầy tế lễ ví dụ Giê-xu và những người lễ pháp đi khác cũng là hiệp với cho chi hội tin lành Đắc Do xin đọc lý do xây dựng như sau. Hội thánh tin lành Đắc Do được hình thành và sinh hoạt từ năm 1982, trải qua nhiều thời gian khó khăn nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo tồn, chăm sóc hội thánh của Ngài. ເລີຍບອກໄດ້ທີ່ລໍາລັບອາເຣີຊໍງາມຍຸພັນຕ້ອງມົນຕ້ອງພັນທີ່ທະນົາເອກະຣະຍາງບອກໄດ້ທີ່ກໍອັນນີ້ອີ່ເວຕໍກະເບມເດກໍງອນອິນໄມເດນໍາຕາຈາມນໍາກະຣະຍາງອິນອໍກາວກະຣະຍາງບອກໄດ້ມະຣິດດຽງລາງຫໍາດີຈຶງຫໍາສັດອາການອິນເອກະຣະຍາງທີ່ລໍປະຕາວອິນປັງກະຣະຍາງບອກໄດ້ອິນ เซมริตจะได้เบ้อันนี้เวปังเซมเพลงจะปอมเบ้ตะปูวะกะเจ๊กอนเจ๊ตะจะนางซอยอิปุนเดกะบึงบูมะเวลำนามกระยางลูซือโกกะกุบเนรีบเนกะอิลิงลาง Yeah.
Chúng ta cùng với tôi vào phòng đặt bên đá để xây dựng nhà thờ. Ai thì khoa giang mong này có nào bên áp ý mà nếp ý dù hợp cái ý khắp cơ của mời và tự tác ơi giác mời bu gực sắp ý ó lệ măng tên xong là nâng bân vô ý bu gây ó tự tác bân ý lệ mời dây xong một khoa giang tự lại khắp ráp ý prong bê mát ai khắp cái biết bằng nơi là con ông yêu em chiên bằng là tân ai theo lại na ai Jesus Christ trôn là tân á qua giang nhiều kẻ trôn nên nhiều lưu hết lời ư an bằng là đầy đi nên trôn là tân á chiên hiện nơi xăm nhiều chiên ấy mà người nhiều ngã lúa tới lời dòng thành ngã lúa tới lời hem xăm nặng lời la của khắp cái nhỏ bằng nhiều cái kẹp được cả lão nhiều là nên phải dây nhiều đang tươi nhiều lão đây nhiều tiếp lại và yang telah diplek nyu nyu dok malah tanah 40 rai pertah berke binting kena nyu telah nyu khap pertah be telah binting kena nyu dui lah telah jai lun lah telah jai juat lah kop satan o khayang mung ne nyu na po dei di nyu dok malah tanah o sam nyu ngak ni ko mai dok jang jai mai ka ba na o khayang lah nyu kyang mai dok malah tanah ne kum po mok ni dok mung ne mai bini ki ma sang ai de dak yo mong thun tu pan sat po tu pan tu pan plus tu a mo la tu le da truk ko ne len o khoy yang a bu tu o di kya ar pro e lu mu ni da ko e ra ne har po pe le ding pa te me pe rma tu cho o khoy yang a sam atu junum bang sang ding da mong ne me bne ke e pre ke nu kana mo pe ku mai mo tu le junum mo tu le pu tham bit mong ne khoy yang chang me po ju ko mai chẳng ai bỏ tốt biết năng của mày chẳng ai bỏ nào về lăng của mày quay dạng á vì mạng nhu ta lên dinh này chẳng ai dư bình khoa bộp tô về lăng bà này quay dạng á dư bình nhu mô ta lên tăng mộp xoay mộp rắc mô mà chẳng tốt bên hình này ta dư chân ta ta lên tăng ngã đi ô quay dạng người mong nè mà tổ bình nhu kì lọc của mày chịp bà đi lên chịp dinh này rồi có ai bỏ tốt bê ta lên bê hình bài ông bệ tử lại khắp ấy có bình đạo có bình vây lăng bên này này chắc cái nhu thọc bố bút tham biết chinh bà ấy tăng krah nít đặc yếu này mà ơi mong này có biếr nít này bố tao này chinh nít dùm ý nhớ bố tao chạp là chỉ đi yàr là tao nó kiêng phải dàng hàng tờ lệ nút nóa mong ý yàm lạc ý mang nam Yêu Sư Cris Amen ta được biết Thank you.
tàu bẹt tàu. Xoa còn vợ ngò đô sạc đắc lũ nhỏ lũ bọc xoay bằng lũ bằng ngài lê vi thẩm đi đăng lũ bằng ngài mà đề rô bơm bẩn nặng nào vi rốc tờ lầy dư xe lèm đi đăng vàng tơm bơm diên hàm cung lũ sư ăn bằng ngài lê vi bình ta đích năm năm tờ cơ pa vã cờ vây lăng tờ rong giang bơm diên hàm cung cãi giang bà hát nó Giê-xoa còn rộng lo sư bằng lưu nhóng o sư Cáp Mi-ên bằng lưu con rộng lo sư lưu con sâu Hà-đà-vi-a bằng lưu con rộng lo Hê-nà-đát con sâu bằng nhóng o lưu sư đi đăng lưu sư bằng ngày Lê-vi cung bà minh thương âm đòn nhìn thoại minh lưu bằng ngày nào vê lăng lưu bằng ngày vợ giang phẩm nam cung cãi giang bỏ kể đây cặp lắc lu bên ngay man hận hạ nam cung cãi giang là đây lu bọc soi từng tấm nó rút ao giếng bằng mồi bằng thuốc kỹ năng hôm nay chúng ta rất vui mừng vì mình có lễ đặc biệt đó khởi công xây dựng nhà thờ tin lành mình chờ thi học đây và bọc đề ăn của mình gặp thì riêng thì dùng và đàn tấm mồi cũng ăn dùng làm bọc đề làm chưa đặc biệt mình đâu. Đây là chi hội nhà thờ thứ 34 trong tỉnh Gia Lai. Vinprop là bọc đã nằm ở Vinland. Đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Ba hiệp tâm rút A và thành phố cấp và hạ đài đi dùng làm bọc này. Chúng ta thấy một cái lễ khởi công xây dựng thì có tất cả mọi người tham dự và tất cả mọi người được trở về, phu tù trở về đều đến Jerusalem và khởi công để xây cất cái đền thờ đó. Nông mà đoàn kiếp gần là khẳng đi đăng bằng ngài mà đừng quên đích tờ bằng luôn cùng vi hợp rốc Jerusalem và dung vì dìm nằm bằng đây khỏi phương cấp và hãy đài hẳn đi đăng bằng ngài. Cũng như chúng ta sang hôm nay có lẽ khởi công. Nhân thầy vẫn bằng cái nào vẫn là dung nằm bằng đây nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả từ quản nhiệm ban chấp sự và tất cả con cái của Chúa tại đất gió này cũng tham gia lễ khởi công để chúng ta xây dựng đền thờ của Chúa ở tại đất gió. Nào và khẳng định rằng cả một ngày lui đừng bọc thò trước lui một ngày vợ giang không một ngày lui đã đánh nhau là mình gấp vào đây và tiêu làm bằng gì đâu. Và cái công việc xây dựng của họ chúng ta thấy rằng thứ nhất là trước khi có bắt đầu xây dựng thì họ có một cái ban quản lý và do luôn làm bằng gì của người ta từ ngày về. Nó và cần sự nhóc lùi một ngày lời vì đừng ba đến năm năm qua là và bảo vệ lăng rộng yêu người riêng làm bằng đề này. Thì vì có cái chi phái Lê Vi là người chuyên phục vụ đền thờ của Chúa. Doạc đích một ngày Lê Vi và cần sự quý hữu anh là làm bằng đề. Thì họ chọn trong những người Lê Vi 20 tuổi trở lên thì mới là người để đứng quản, cai quản, quản lý trong công việc xây đền thờ. Nó và sửa đây một ngày lâm lùi đích một ngày Lê Vi đã 30 năm là có ba là và vui lăng tập đoàn vì riêng tí dung làm bọc đền. Rồi chúng ta biết rằng những thầy tế lễ ví dụ Giê-xu-a và những người Lê Pháp đi khác cũng là hiệp với
tôi thay mặt cho chi hội Tin Lành Đắk Yo xin đọc lý do xây dựng như sau. Hội Thánh Tin Lành Đắk Yo được hình thành và sinh hoạt từ năm 1982, trải qua nhiều thời gian khó khăn, nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo tồn, chăm sóc Hội Thánh của Ngài. ដែលទីសម្រាប់អារិសងាមជប៉ុនប្រមួយទៅតំបន់នេះទីថ្នោអឺក្រយ៉ាងបកដេទីឡោះអានេះអ៊ីវេត្រកមេមដេឡោះងល់អ៊ីមម៉ៃដេណាំតចាំណាំក្រយ៉ាងអ៊ីនអូរកៅក្រយ៉ាងបកនេះម៉ារីសឌីងឡាងហាំឌីជឹងហាំសិតអាការអ៊ីនអឺក្រយ៉ាងទីឡោះបតាអ៊ីនប៉ងក្រយ៉ាងបកដេអ៊ីន เซมเรตจะได้เบอร์อันนี้เวปังเซมเพลงจะปอมเบอร์ตะปูวะกะเจ๊กอนเจ๊ตะจะนางซอยอีปุ่นเด็กกะบุบูมะเวลำนามกระยางลูซือโบกะกูบเนรีบเนกะอีลิงลาง Chúng ta cùng với tôi vào phòng đặt bên bán để xây dựng nhà thờ. Ê thì khoa giang một ngày còn nào bên nào em mà nên cái vừa cái khắp cửa của mời qua từ đó ấy giác mời bu gật sập yếu lẽ mang tới xong là nó bông vô y bu rơi ó từ đó bông y lại mời dây sau một khoa giang tôi lại khắp ra về phòng đi mà ai khắp cái biết bằng nơi là con ông yêu em riêng bằng là tana ai theo lại na ai Jesus Christ trong là tana qua yang nhiều kèm trôn nên nhiều lưu hết lời ưa an mà người đi đền trôn của là tana chuyển hiểm nơi xăm nhiều riêng ấy mà người nhiều ngã lúa tới lời dòng phàn ngã lúa tới lời hiểm xăm nặng lệ la của khắp cái nhỏ con nhiều của kèm được cả lão nhiều là nên phải dây nhiều đang tươi nhiều lão đây nhiều tiếp lại qua yang telah jip lek nyu nyu duk malam tanah pak lu berai berdah berke binting kena nyu telah nyu khap berdah ber telah binting kena nyu dui lah hang telah jay lun lah telah jay juat lah kop satan o qua yang mong ne nyu na po day di nyu duk malam tanah o sam nyu ngak ni ko mai duk jang jay mai ka bana o qua yang lah nyu kyang mai duk malam tanah ne kum po mok ni duk mong ne mai bini kih ma sang ai day dak iyo mong thun tu pan sat po tu pan tu pan plus tu a mong lai tu lai dah truk ko nei len ok pa yang a bu tu e o di ya ar pro e lum ni dak ko e rat nei har po pe lai ding pa sem pe rma tu cho ok pa yang a sam atu junum bang sang ding da mong nei mai bne ke e pre kanu kana mo pe ku mai mo tu lai pe junum mo tu lai put tram bit mong nei pa yang chang mai po ju ru ku mai chẳng ai phô tốt biết anh của mày chẳng ai phô nào về lăng của mày quả dạng á vì mà nhu ta lên dinh này chẳng ai dư bình khoa phô tô về lăng bà này quả dạng á dư bình nhu mô ta lên tăng mộp xơi mộp rắc mô mà chẳng tốt bên hình này ta dư chân ta ta lên tăng ngã đi ô quả dạng người mong nè mà có bình nhu kì lọc của mày chì bà đi lên chìm dinh này rồi có ai phô tốt bê ta lên về vậy tôi bây giờ lại khắp ấy cái bình đáo cái bình vây lăng bên này này chắc cái nhu thọc bố tham biết chinh bà ấy tăng ra nít đặc yếu này mà ơi mong này có bí ơn nít này bố tao này chinh nít dùm ý nhớ bố tao chạp là chỉ đi kia là tao kiêng phải dàng hàng tao lại nụ nó mong ấy
yang nak iman nan Yesus Kristus. Amin. Komta tu pian. Xoa còn vợ ngò đô xa đắc lũ nhỏ lũ bọc xoay bằng lũ bằng ngày lê vi thầm đi đăng lũ bằng ngày mà đề rốt bơm bẩn nặng nào vi rốt tờ lê dư xe lem đi đăng vàng tơm bơm dinh hàng cung lũ sư ăn bằng ngày lê vi bình ta vít năm năm tờ chapa vạ cờ vê lăng tờ rong giang bơm dinh hàng cung cả giang plát nó Giê-xoa còn rộng lo sư bằng lưu nhóng ơ sư Cáp Mi-ên bằng lưu con rộng lo sư lưu con sâu Hà-đà-vi-a bằng lưu con rộng lo Hê-na-đát con sâu bằng nhóng ơ lưu sư đi đăng lưu sư bằng ngày Lê-vi cung bằng minh thương âm đòn nhìn thoại minh lưu bằng ngày nà vê lăng lưu bằng ngày vợ giang phẩm nam cung cả giang bỏ kể đây cặp lắc lu bằng ai man hân nạ nam cung cả yang nà đi lu bọc soi từng tấm nó rút ao giếng bằng mồi bằng thuốc kỹ năng hôm nay chúng ta rất vui mừng vì mình có lễ đặc biệt đó khởi công xây dựng nhà thờ tin lành nó nọ bên chợ thiệp đây và cả bọc đây ăn cơm bên cả thịt riêng thịt dương và dàn tấm mồi cũng ăn dùng làm bọc đây làm chưa đặc biệt mình đâu. Đây là chi hội nhà thờ thứ 34 trong tỉnh Gia Lai. Vinprop được bọc này nằm ở Vinh Thái Lan. Đều khởi làm công việc xây các đền thờ
Bà hiệp tâm rút A và thành phố cấp và hạ tài tiêu nằm một này. Chúng ta thấy một cái lễ khởi công xây dựng thì có tất cả mọi người tham dự và tất cả mọi người được trở về, phu tù trở về đều đến Jerusalem và khởi công để xây cấp cái đền thờ đó. Nó mà đoàn kết gần là khẳng định đăng bằng ngài mà đừng quên đích tờ Babylon cùng vi hiệp rốc Jerusalem và yung cái gì nào mà đây khởi cấp và hạ tài hẳn đi đăng bằng ngài. Cũng như chúng ta sáng hôm nay có lễ khởi công. Nên thời vẫn cái nào vẫn là dùng làm một đề nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả từ quản nhiệm ban chấp sự và tất cả con cái của Chúa tại đất gió này cũng tham gia lễ khởi công để chúng ta xây dựng đền thờ của Chúa ở tại đất gió. Nó và khẳng định rằng một ngày lui đừng bọc thò trước một ngày vợ giang không một ngày lui ở đất gió là mình gấp vào đây và dùng làm một đề nào. Và cái công việc xây dựng của họ chúng ta thấy rằng thứ nhất là trước khi có bắt đầu xây dựng thì họ có một cái ban quản lý và do luôn là mọi người của chúng ta từ ngày về thì này chúng ta đã được đặt người Lê Vi từ 20 tuổi trở lên cai quản công việc xây các đền thờ của Đức Chúa Trời mà nó và cần sự nhắc luôn ngày Lê Vi đừng ba chín năm năm qua là và bảo vệ lăng rồi yêu người riêng làm một đề này. Thì vì có cái chi phái Lê Vi là người chuyên phục vụ đền thờ của Chúa. Do biết người Lê Vi và thành sư Vũ Hữu Văn là nào một này. Thì họ chọn trong những người Lê Vi 20 tuổi trở lên thì mới là người để đứng quản, cai quản hay quản lý trong công việc xây đền thờ. Nó và thành sư đây một ngày lâm lộ hết một ngày Lê Vi đã 30 năm là có ba là và bố ấy lăng bật đầu bị riêng tự dung nằm một đền. Rồi chúng ta biết rằng những thầy tế lễ ví dụ Giê-xu-a và những người lễ pháp đi khác cũng là hiệp với cho chi hội tin lành Đắc Do xin đọc lý do xây dựng như sau. Hội thánh tin lành Đắc Do được hình thành và sinh hoạt từ năm 1982, trải qua nhiều thời gian khó khăn nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo tồn, chăm sóc hội thánh của Ngài. ในเดชิลำลับอาร์เฮริซองามจิปวันรองมวยทุกตองปันในที่ถนอมกระยางบอกเดติกล็อกอันนี้เวตรอกเบมเดกล็อกงอลอินไม่เดนำแต่จำนำกระยางอินออร์กราวกระยางบอกเดมาอาริดิงลางทำดิจึงงำเซตอาการอินกระยางติล็อก Bao in bằng cry yang bọc đầy in. Xem rít chạy bơi, anni way bằng xem plank. Chạy bơm bơi, tupu vạc chết con. Dễ tơ chân ang soi ít. Punde kơ bung bù ma way lam nam cry yang. Lucy go kuku bene ri bene kơ ít ling lang. Tại đây mà một sư quản lý dạ mời một sư quản lý
chúng ta cùng với tôi và con người đặt bên đá để xây dựng nhà thờ. Ai thì khoa giang mong nghe con nào bên nào ấy mà nên ý vừa cái ý khắp cơ của mời và từ ta ấy giác mời buộc gật sập yếu lệ mang tới sông là nên bông vô ý buộc rời ổ từ ta bông ý lệ mời dây sau một khoa giang tôi lại khắp ra phải phòng về mà ý khắp cơ biết bằng nơi là con ông yêu em chinh bằng là ta nà ý tiêu lệ nà ý Yêu Sư-Krist trông là ta nà khoa giang nhiều kẹp trông nên như lưu hết lời ưu an mà nó đầy đi đền trôn phân lân tân ác trình hình nuôi xăm như chinh ý mà ơi như ngã lưu tân lời dòng phần ngã lưu tân lời hèm xăm nặng lệp la của khắp cái nhỏ ông nhu phụ kẹp được cả lọ nhu là nền bởi dây nhu đang tươi nhu lọ rơi nhu tiếp lại khoa giang tân lời tiếp lại nhu nhu thuốc mà lân tân ác bác lúc rồi bởi đắc bởi cái bình tĩnh cân ai nhu tân lời nhu khắp bởi đắc bởi tân lời bình tĩnh cân ai nhu dư lắc tân lời dây luôn lấy từ lời dạy, dọa lấy của Satan. Ô khoa giang mong nè, như nào có thể đi. Như một tốt lần tình hạ, xâm nhu ngạc ní của mấy tốt. Chẳng chê mấy ca bởi nào, ô khoa giang á. Như kèm mấy tốt lần tình hạ này, cung phục mọc ní tốt. Mong nè mấy bình kích mà. Sang ngày đây đặc yêu, mong thương tuyệt văn, sát bò tuyệt văn tốt, văn bước tùa. Mong lấy từ lời đạo trúc của nè. Lên ô khoa giang á, bụng tươi ô, đi kia rồi bỏ ý. Luôn nguyên đạo của ý. Rất này hẳn qua ở bên lại bình bác thêm một bếp mà tốt cho ốc quả giang á xăm át tụi chú bằng sang bình đá mong này mới bình kì ế bê cân nụ cân à mò bì của mày mò tà lê bì chú nôm mò tà lê bút thăm bít mong này quả giang chẳng mất ế bò dữ của mày chẳng ế bò tốt bít năng của mày chẳng ế bò nào vay lăng của mày quả giang á ế mạng nhô tà lê mình này chẳng ế dữ bình khoa phô tô vay lăng bà này quả giang á yêu bình như mò tê tăng mò sơi mò prak mò ma kiểm tốt bên này ta dưới chân ta tê tăng ngã đi ô khỏi dạng người mong nè mà có bình yên ý lọc cơ cơ mây chịp bất ít lên chịp chinh này rồi có ý phô tốt bê tê lê bê hệt vầy tốt bê tê lê khắp ý cơ bình đáo cơ bình vầy lăng bên này chạy cái nhu thọc bố bút thăm viết chinh bà ý tăng krak ní đặc yêu nè mà ơi mong nè có bìa ní này bố tao này chính này gươm ý hiếp bố tao chạp lần chế đi ý hiếp lần tao gươm phải dạng hàng tờ lệ nụp nô á mừng ý yêu lạc ý mang nàn Yêu Sư-Krist. Amen. Cảm ơn ta được biết.